Chào mọi người, mình là bác sĩ Trần Khôi Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc phòng ngừa và xử trí dị vật đường thở ở trẻ em nha các bạn. Dị vật đường thở là một tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ ha các bạn ha. Nhất là trẻ dưới 3 tuổi nha các bạn. Lứa tuổi này trẻ hay rất là tò mò và hay có thói quen cho các vật cầm ở tay, vào miệng để khám phá. Cho nên là từ đó các vật lạ nó sẽ rơi vào đường thở và gây hẹp hoặc là tắc hoàn toàn đường thở của trẻ. Và mình xin nhấn mạnh, đây là một tình trạng cấp cứu khẩn cấp nha các bạn. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến các hậu quả nặng nề như là tổn thương não không hồi phục, thậm chí là gây tử vong nha các bạn. Vậy nguyên nhân nào gây ra việc mắc dị vật đường thở ở trẻ? Nguyên nhân đầu tiên đó các bạn ha, là do trẻ sặc thức ăn khi mình đang cho bé ăn hoặc bé đang ăn các bạn, như là cháo, sữa, cơm rồi các bạn. Nguyên nhân thứ hai là do các bé hít vào đường thở các vật nhỏ như là các loại hạt các bạn ha, kẹo viên nè, thuốc viên hoặc cũng có thể là các món đồ chơi, các vật dụng nhỏ như là viên bi, nắp bút hay các loại hạt nhỏ như hạt đậu phộng, hạt cam, hạt chanh, hạt dưa chẳng hạn. Và cái nguy hiểm nhất đó các bạn, mà bác sĩ Nguyên ngồi phòng khám hay gặp á, đó là cái dị vật do viên pin đồ chơi Trung Quốc các bạn, viên pin tròn nhỏ các bạn, đó là cấp cứu tối khẩn luôn nha các bạn. Nếu mà bị cái đó là phải dẫn đến cơ sở y tế liền nha các bạn ha. Tại vì cái viên pin nó có thể phóng điện và nó gây ra nó hoại tử cái mô rất là nhanh các bạn, đốt cháy mô hoại tử rất là nhanh luôn á. Nên cẩn thận về cái viên pin đồ chơi Trung Quốc nha. Và để nhận biết cái mức độ nghiêm trọng đó các bạn, khi mà dị vật đường thở mà bị nghiêm trọng rồi là trẻ sẽ đột ngột ho sặc sụa, khó thở mà không khóc hoặc là khóc yếu là hơi nặng rồi các bạn ha. Tái mặt nhanh chóng, ngừng thở, lờ đờ, lơ mơ hoặc là hôn mê. Và ngay khi đó, để xử lý tình huống này, nếu mà trẻ vẫn còn trong trạng thái bình thường thì cha mẹ nên đặt trẻ ở tư thế ngồi thở, giữ yên và đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra và lấy dị vật ra các bạn ha. Nếu mà trường hợp mà bé bị tím tái nè, khó thở nè, không khóc và khóc yếu là nặng rồi các bạn, là cha mẹ nên gọi cấp cứu ngay lập tức và thực hiện các thủ thuật sơ cứu liền như sau. Phần này rất là quan trọng các bạn chú ý nha. Đối với trẻ mà dưới 2 tuổi nha các bạn, trẻ dưới 2 tuổi thì chúng ta có thể thực hiện thao tác là vỗ lưng ấn ngực. Để bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn và có cái hình ảnh minh họa luôn nha các bạn. Đầu tiên, các bạn hãy đặt trẻ nằm sấp, đầu hạ thấp trên cánh tay trái nha. Rồi giữ chặt đầu và cổ trước á, cái đầu và cổ trước bé mình phải giữ chặt lại bằng cái tay trái nha các bạn. Rồi sau đó thì giữ dụng ngón trỏ và ngón giữa của tay trái đẩy cầm bé lên và để cái cổ của bé ngưỡng ra, phải tránh cái đường thở bé nó bị gặp lại nha các bạn. Sau đó thì các bạn dùng cái góc bàn tay và chỗ này bàn tay phải mình vỗ 5 cái thật mạnh vào lưng bé ở khoảng giữa hai bả vai bé nha các bạn. Sau đó thì mình lật ngửa bé sang tay phải. Nếu mà bé vẫn còn tím tái, khó thở thì dùng hai ngón tay trái mình ấn mạnh ở vùng nửa dưới xương ức các bạn. Dùng hai ngón tay trái ấn mạnh ở vùng nửa dưới xương ức, ấn 5 cái nha các bạn ha. Nếu mà dị vật vẫn chưa rơi ra thì hãy lật để bé lại, các bạn tiếp tục thực hiện cái thao tác vỗ lưng. Lưng phiên như việc vỗ lưng và ấn ngực này cho đến khi mà cái dị vật rơi ra khỏi đường thở hoặc là trẻ khóc lại được nha các bạn. Còn đối với các bé lớn hơn á, trên 2 tuổi các bạn, thì mình sẽ áp dụng được cái thủ thuật gọi là thủ thuật Hemlich các bạn. Thủ thuật này các bạn cũng có nghe rồi ha. Hemlich là mình dùng thủ thuật dùng tay của người mà cứu hộ á, gây ra một cái áp lực mạnh dưới cơ hoành, tạo áp lực mạnh để đẩy dị vật ra các bạn. Đẩy cái dị vật gây tắc nghẽn ra khỏi đường hô hấp trên, nhằm tạo một cái cơn ho nhân tạo và mình ấn vô cơ hoành nó tạo cơn ho nhân tạo các bạn ha. Buộc không khí nó đi ra khỏi phổi, tràn lên cái cổ họng và nhờ đó nó cái áp lực đó sẽ đẩy mạnh cái dị vật mắc kẹt ra ngoài. Nếu mà bé còn tỉnh thì mình có thể đứng sau lưng, vòng hai tay qua người bé, nắm chặt tay bàn tay lại thành một cái quả nắm đấm, đặt ở vùng thượng vị ở ngay chóp xương ức các bạn của bé các bạn ha, phía trên rốn. Sau đó mình ấn 5 cái dứt khoát như các bạn theo hướng tới trước ra sau và từ dưới lên trên mạnh với nhanh. Nếu mà bé vẫn còn tắc nghẽn thì mình lặp lại tiếp luôn nhiều lần nữa các bạn, 6 đến 10 lần cũng được, ấn bụng cho tới khi dị vật rơi ra khỏi đường thở hoặc là trẻ khóc là được là thành công nha các bạn ha. Nhưng mà nếu mà trẻ mà đã hôn mê bất tỉnh rồi các bạn, thì mình phải để trẻ nằm ngửa, mình sẽ quỳ xuống dạng hai chân cạnh đùi của bé các bạn, đặt cái bàn tay lên vùng thượng vị các bạn dưới chóp xương ức. Sau đó mình đặt cái bàn tay thứ hai chồng lên bàn tay thứ nhất ha, mình ấn 5 cái dứt khoát mạnh và nhanh vào bụng theo hướng từ dưới lên trên nha các bạn. Sau đó mình kiểm tra đường thở lại, nếu mà dị vật vẫn chưa rơi ra ngoài thì tiếp tục mình lặp lại các bước trên cho đến khi mà dị vật rơi ra và đỡ cấp cứu nó đi tới được các bạn ha. Và lưu ý là các bạn không có nên cố mình lấy tay mình móc hay lấy dụng cụ móc dị vật ra hay di chuyển nếu mà bạn không có thấy được cái dị vật nha các bạn. Và
Tại vì nhiều khi mà các bạn không thấy được, các bạn cố móc thì bạn phải đẩy nó sâu hơn, thì giật ra sâu hơn trong đường hô hấp thì nguy hiểm hơn nha các bạn ha. Rồi nếu mà trẻ trường hợp nặng nhất, các bạn trẻ mà ngưng thở là các bạn phải thổi thổi ngạt các bạn, là bạn hô hấp nhân tạo á, hai cái mình hô hấp hai cái chậm thôi, mình làm trước hai cái rồi mình xem xét cái mình xen kẽ cái thổi ngạt khi mình làm cái hand lift cũng được nha các bạn, hoặc là vỗ lưng ấn ngực cho đến khi bé nó thở được hoặc là la khóc được. Rồi nếu mà các bạn lấy dị vật ra thành công được, các bé khóc được á, thì vẫn phải đưa đến cái cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra nha các bạn. Rồi cái phần quan trọng nhất đây là cái phần để phòng ngừa cái tình trạng này các bạn ha, để phòng ngừa cái tình trạng mà bé bị dị vật đường thở các bạn, thì các bạn nên giữ các vật dụng nhỏ, mà cái vật nào mà có thể bé nó có thể nhét được vô tai, vô đường vô họng, vô mũi, đường cái đường hô hấp, thì các bạn phải tránh xa tầm tay của trẻ mấy cái đó các bạn ha. Rồi ngoài ra thì không nên, mấy bạn không nên ép trẻ ăn uống khi mà đang khóc, và không nên mình giỡn khi mà trẻ đang có thức ăn trong miệng như các bạn, dễ làm bé sặc vì giật đường thở các bạn. Cha mẹ cũng nên rèn cho trẻ thói quen là không cho các vật và đồ chơi vào miệng ngậm mút như các bạn, cũng như không nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc làm thành dị vật như các bạn ha. Rồi cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, chúc mọi người cũng như con cháu của mình sẽ luôn khỏe mạnh nha.